Hello, sau đây Bích Liên xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Con nhìn nó bấm mà lớn quá cho mình phải xài làm sao. Dạ thưa chị, bây giờ trước hết em trả lời cho chị đó thì chị có thể cho thính giả được biết là trước kia cái da của chị trường hợp như thế nào mà chị đã dùng qua 1 năm thì kết quả nó như thế nào? Trước da thì da của mình nó khô lắm, nó khô mới lại nó khô mà nó nám, nó tàn nhang nhiều lắm. Mà bây Dạ. giờ mà mình xài khoảng gần năm nay rồi mà bây giờ da mặt mình thì nó láng lắm mà mình bụi khô rồi. Bây giờ như vậy nè, Đấy. khi mà nó nám, nó tàn nhang, trước khi đó chị có dùng thử kem nào chưa mà chị dùng Đó, từ kem của em xài đủ hết? thứ hết á. Xài đủ thứ Qua mà không kết chi rồi quả. xài Pola rồi nhiều lắm. Mà không kết quả. Khi mà chị Mình cũng chờ. đi mài da mặt đó mà bây giờ mà khoảng 1 2 tháng nay thì mình không có mài nữa, nhưng mà tại vì da mặt mình nó mỏng quá rồi đó. Dạ vâng, khi mà chị chuyển qua cái EV Princess này thì cái da của chị đẹp mà trắng hồng lại phải không? Coi như tàn Bắt đầu nhang mình nám mới nó hết, xài. nó hồng hồng lên chứ gì phải không? Nó hồng hồng mà nó mà không biết là sao mà nó bóng quá, mà bây giờ mình phải xài làm sao cho nó bớt bóng, tại nó bóng quá, mình thấy mình như là mỡ vậy đó, mà nó mịn quá. Tại vì khi cái da của chị quân bình và có độ ẩm trên làn da của rồi thì cho nên bây giờ chị phải giảm cái phần moisturizer xuống nha. Bây giờ thì chị có thể chia sẻ với thính giả là trước khi làn da của chị và bây giờ cái làn da của chị nó đã kết quả những cái tàn nhang nám như thế nào để cho thính giả ở Houston và tất cả mọi nơi đang nghe đài đó thưa chị. Thì nói với thính giả là bây giờ hồi xưa da tôi nó cằn cỗi mà nó ghê lắm, nhìn thấy ghê lắm, mà bây giờ nó bớt được cũng được khoảng 7 8% rồi đó. 70-80%. Dạ vâng. Mà trước khi dùng EV Princess là chị có dùng kem nào qua chưa? Có chị dùng Obagi rồi dùng cả Pola nữa, Dạ, coi như chị dùng tùm dùng lum, ai chỉ cái gì mình dùng dùng tùm lum hết. Mà bây giờ mình đi xài cái này thì mình thấy bây giờ cái da mình đó chị hát nó bây mi với giờ cái nó này. thường thường mấy năm mà đổi gì đổi mùa về da mặt nó khô lắm, mà bây giờ mặt thì nó mịn lắm, thấy không, mà nó bóng quá Dạ vâng, bóng coi như quá. nó mịn, nó đem cái lại sự đàn hồi trường sinh cho cái làn da của chị rồi, nó đem cái độ ẩm cho chị rồi. Thì nhưng mà chị thấy nó trẻ lại không? Thì trẻ mình nhìn thấy mình không dám khen mình, nhưng mà mình thấy da mình nó mỏng. Dạ vâng, nó mỏng thì chắc chắn nó phải trẻ, nó đẹp hơn phải không? Dạ đâu giờ nó nếp nhăn này nó không có nữa, phải không, tại vì nó mỏng quá. Hồi đó tới giờ chưa có phải không? Dạ. Ok, bây giờ á phải nói là Bích Liên rất là cảm ơn chị đã bỏ thời gian gọi vào để chia sẻ với thính giả trên đài. Chị đã dùng qua cái dược mỹ phẩm này mà chị đã có làn da đẹp. Trước tiên đó là chị đã dùng rất là nhiều loại kem để chữa trị làn da của chị mà chị không có hài lòng đến khi chị dùng kem này nó đẹp như vậy rồi đó. Thì em khuyên chị tiếp tục dùng nhưng mà chị giảm bớt cái phần loại kem moisturizer đi, tại vì nó quân bình và nó mang đến cái sự độ ẩm cho làn da của mình rồi thì mình đừng có dùng nhiều quá. Sự mà chị gọi vào đài, chị chia sẻ cái sự thật mà chị đã có làn da đẹp như vậy cho thính giả. Chị Lan ơi, cái số điện thoại chị Lan là 2665078 đúng không ạ? Dạ vâng. Rồi trước khi mà chị em mình chào tạm biệt quý thính giả trên làn sóng đài phát thanh đó thì chị có những cái tin tưởng về cái loại EV Princess này như thế nào và chị có như thế nào không chị Lan? Thì em cũng 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 nói với thính giả là mà nên thử xài đi, tại vì hồi xưa mình cũng cũng không quay đó, mà giờ mình xài rồi mình thấy nó kết quả mấy mấy giờ mình kiên nhẫn mình xài á, sau 1 2 tháng á, thì da mặt mình thấy đẹp lắm. Thì tại mới đầu mình xài, bây giờ mình xài thì mình thấy bây giờ da mình nó đẹp lắm rồi, mình thấy mình cũng 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 mê, cũng giới thiệu cho mấy người bạn á, cũng cũng xài, như em và mấy đứa ở tiểu bang khác nó cũng xài đó. Ở bên tiểu bang lạnh nó cũng đợi lại chỗ mà center cho biết liền đó, nó cũng xài, thì em cũng giới thiệu cho mấy người ta xài vậy đó. Thì bây giờ nói với mấy thính giả là cứ thử xài đi, bảo đảm là đẹp lắm chứ không phải là nó dốc gì đâu. Dạ vâng rồi. Bích Liên cảm ơn chị Lan rất là nhiều đã bỏ thời gian gọi vào đài để chia sẻ với thính giả về cái dược mỹ phẩm EV Princess này nha chị Lan dạ nha. dạ dạ thôi Dạ chào Bích vâng. Liên ha, giúp Dạ Bích Liên vâng. thành công ha. Dạ em dạ cảm ơn chị dạ Lan. dạ thầy cảm ơn Dạ. chị.